vị, Paris by Night 104 thực hiện tại Las Vegas đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự chương trình. Chúng tôi kính mong được đón tiếp quý vị trong những chương trình kế tiếp và kính chúc quý vị tất cả mọi sự may mắn ở casino. Good night and good luck everyone.